Phát huy kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong năm 2020 này, xã Tân Việt tiếp tục vận động nhân dân hưởng ứng tham gia nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mở đầu cho phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là tuyến đường mẫu thuộc thôn Phúc Đa. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 1 km kéo dài từ điểm đấu nối với đường Trần Nhân Tông đến trung tâm của thôn. Ngày ra quân, rất đông người dân trong thôn đã ủng hộ, hưởng ứng và tham gia, đặc biệt là các hộ dân hai bên đường đã tình nguyện hiến đất để chính quyền mở rộng đường giao thông. Của tôi là thôi thì cống hiến đất cho dân làng xóm để làm cho nó nhập làng xóm, thì để cho nó nông thôn nó chuyển đổi cho có đường sạch đẹp cho làng. Chị rất là phấn khởi. Để có được sự tham gia vào cuộc một cách tích cực của người dân, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, làm cho người dân hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là cho chính người dân được hưởng và cùng với đó làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Đến tận từng gia đình là động viên, cùng là tham gia động viên và rất là được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thứ nhất là lợi, thứ nhất là chính đáng cho người dân, mà trong đó là người dân được hưởng thụ. Thế thì chính vì vậy, thế này là toàn bộ nhân dân là rất ủng hộ, nên là các đồng chí thấy đấy, là rất là có một phong trào rất là sôi nổi về chương trình nông thôn mới, mà trong đó là cũng khởi sắc được cái đời sống của nhân dân lên, trong đó mà mở được cái đường thông hè tháng thì nó giao thương được mọi vấn đề. Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã được địa phương thực hiện có hiệu quả. Cả 4 tiêu chí đều đã được địa phương phấn đấu đạt và đạt ở mức cao, đặc biệt là tiêu chí sản xuất, thu nhập và giảm nghèo. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt hơn 40 triệu đồng một người, cao hơn 1,64 lần so với năm 2015. Số hộ nghèo chỉ còn 0,62%. Cùng với đó, hệ thống đường giao thông, các thiết chế văn hóa cũng như lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự cũng đã có được những kết quả tích cực. Năm 2020, xã Tân Việt đang rất là quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì chúng tôi đang xác định trong các cái mục tiêu về sản xuất, hộ nghèo và thu nhập, chỉ tiêu về y tế, văn hóa, giáo dục, chỉ tiêu thứ 3 về môi trường, thứ 4 về an ninh trật tự và hành chính công, thì chúng tôi đang xác định cái tiêu chí quan trọng đó là tiêu chí về môi trường ở cái nôi thành lập đệ tứ chiến khu. Chúng tôi đang quyết tâm xây dựng những tuyến đường mẫu, trong đó xác định cấp ủy chính quyền vào cuộc, vận tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường. Như hôm nay thì cấp chính quyền cùng vận động nhân dân hiến đất công trình vật kiến trúc trên đất để mở rộng những tuyến đường mẫu. Bằng nhiều cách làm tích cực và với sự tham gia vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp các ngành, và với sự nỗ lực, chắc chắn xã Tân Việt sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.